ba hình ảnh không thấy, không nghe, không nói, thể hiện qua ba con kỹ trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, là dạy chúng ta một thái độ ứng xử thông minh và khôn ngoan. Có những lúc đó, chúng ta phải phớt lờ như không thấy vậy để được bình an. Còn lúc đó, chúng ta nghe nhưng mà không chấp nó, cho nên giống như không có nghe, cho nên vô hiệu quá được lời thị phi và những lời tức tối. Và những lúc đó, chúng ta thấy là nó chưa đúng lúc, chưa đúng cái không gian, chưa đúng người, cho nên chúng ta không nói, vì nói như thế nào không có giá trị. Và chúng ta phải giữ bản lĩnh, giữ sự sáng suốt, giữ sự bình tĩnh, để lúc mà không thấy, không nghe, không nói đó, chúng ta không bị rơi vào tình trạng ức chế tâm lý, đè nén cảm xúc, vẫn thản nhiên điềm tĩnh và giữ được cái phong độ đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các phiền não không cần có ở trong đời của mình, và chúng ta cũng không góp phần mang phiền não thiêu đốt những người xung quanh chúng ta, bao gồm những người thân, những người thương, đối tác và thậm chí là kẻ thù của mình. Chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài không thấy, không nghe và không nói. Chúng tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác vào cuối năm 83 và đầu năm 84. Thì lúc đó đó, Hòa Thượng Minh Đức là một trong những vị tăng chỉ dưới Hòa Thượng trụ trì thôi, và thường xuyên giảng dạy các kinh Đại Thừa cho các quý Phật tử tại chùa Đại Giác. Giữa năm 84 đó, chúng tôi rời khỏi chùa Đại Giác và đến chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, và được xuất gia tu học cho đến hôm nay. Thì sau 31 năm nay mới có được cơ hội gặp lại vị hòa thượng mà trước đây trong thời gian tập sự đó, chúng tôi đã có dịp sống chung và học hỏi được rất nhiều điều cao quý ở hòa thượng. Cách đây 4 ngày chúng tôi đến thăm viếng thành phố Köln ở Tây Đức. Thành phố này có đặc điểm là có một nhà thờ lớn nhất châu Âu ngay ga xe lửa của thành phố Köln. Chiều cao của nhà thờ là 157 mét, diện tích của nhà thờ là 7.000 mét. Đó là nhà thờ có diện tích xây dựng lớn nhất toàn châu. Và đi một quãng ở khu vực chợ chính thức của thành phố Quên ấy, thì là có hai tiệm bán các đồ cổ theo phong cách châu Á hòa lẫn với phong cách châu Âu. Thì tại một cái tiệm lớn đó, ngoài các tượng Phật theo phong cách của Miến Điện, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, thì còn có những cái bộ tượng chú tiểu. Ấn tượng nhất á, là bộ bốn chú tiểu. Tượng một á, là chú tiểu đang bịt mắt. Tượng hai, chú tiểu bịt là hai lỗ tai. Tượng ba đó, chú tiểu bịt miệng. Và tượng tư đó là chú tiểu đang ngồi trong tư thế thiền định. Ngoài bộ tượng mang tính triết lý vừa nêu đó, tại quán bán cổ vật này đó còn có bộ khỉ. Có khi đó là mà phong cách khỉ vượn rất là thật, và cũng có khi đó làm phong cách hoạt hình. Thì nhìn là ba bốn bộ tượng không thấy, không nghe và không nói đó, chúng tôi mới nhớ đến cái triết lý và cái phong cách của tượng này đó xuất phát từ Ấn Độ. Và vì triết lý của nó rất là gần gũi, mà việc áp dụng nó đó đúng cách, đúng chỗ, đúng lúc đó, mang lại lợi lạc cho đương sự và những người xung quanh. Cho nên bộ tượng này đã nhanh chóng được truyền bá rộng rãi ở các quốc gia nơi mà đạo Phật đang trở thành hoặc đã trở thành như là một thực tại tâm linh
rất là có ý nghĩa. Thì nhân dịp thăm viếng lại vị hòa thượng cách đây đã 31 năm, thì chúng tôi xin nói về đề tài không thấy không nghe không nói dưới góc độ Phật học, để chúng ta cùng có dịp ôn lại những lời dạy triết lý của Đức Phật mà việc ứng dụng vào đời sống thực tiễn đó mang lại lợi lạc rất nhiều cho chúng ta. Điều một, không thấy. Dù làm bằng phong cách tượng chú tiểu hay là phong cách tượng của con khỉ, động tác không thấy đó thì được mô tả bởi các nghệ nhân đó là đương sự đang bịt hai con mắt của mình. Người Việt Nam đó rất là triết lý khi cho rằng đó con mắt là cửa ngõ của tâm hồn, tức là đời sống nội tại bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức đó, của một con người đó được thể hiện một cách rất là rõ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các biểu đạt ngôn ngữ của con mắt. Cho nên là bằng cách đọc nhân tướng ở con mắt đó thì những nhà bói toán giỏi đó có thể hiểu được một phần nào đó của tha tâm thông, tức là thấy rõ được cái tâm trạng, những điều đang suy nghĩ, những chuyện sẽ chuẩn bị được thực hiện của đương sự đó. Thế giới con người có phước báo hơn các loài động vật là vì đó nhãn quan của con người phong phú hơn rất là nhiều. Con vật chỉ sử dụng con mắt để nhìn thấy màu sắc, cảnh trạng, sự sống, và các con vật nhỏ hơn nó để chúng có thể ăn tươi nuốt sống ra. Ý niệm về thẩm mỹ qua cái nhìn của con mắt và ý niệm đạo đức và những cái giá trị ứng dụng từ con mắt hầu như là các con vật chưa có thể đạt được cái trình độ tâm thức như là con người. Chính vì con mắt của con người quá phong phú cho nên đó một mặt đó, nó mang lại nhiều giá trị lợi lạc mà các con vật khác không đạt được, nhưng mặt khác đó cũng chính con mắt tạo ra rất nhiều các cái phiền toái cho những người sở hữu đó nhưng lại không làm chủ được nó. Trong sáu giác quan đó, con mắt là giác quan tiêu thụ nhiều tiền nhất của con người. Phần lớn người ta cứ nghĩ là cái bụng là ăn nhiều, cái bụng là nơi chứa, cái miệng là nơi ăn, một cái là chứa, một cái là nhập vào, nhưng mà thật ra con mắt mới là tiêu thụ nhiều nhất những gì mà con người đã làm được. Con mắt tiêu thụ màu sắc, hình thù, vóc dáng. Con mắt tiêu thụ thẩm mỹ. Con mắt tiêu thụ model, rồi mẫu mã, thời trang, trang sức phẩm, nhà cửa. Tất cả mọi thứ cái gì mà con người có thể nhìn thấy được thì con mắt đều có thể tiêu thụ được. Cho nên dân gian Việt Nam thường nói rất chí lý đó là con mắt đó, to hơn cái bụng, có nghĩa là cái nhu cầu tiêu thụ của thị giác lớn hơn là cái nhu cầu tiêu thụ của bao tử. Con mắt tiêu thụ cảnh trí thông qua các loại hình du lịch, chúng ta có mặt đây đó chủ yếu để thỏa mãn con mắt của mình thôi, và thậm chí bỏ ra vài ngàn đô đi từ châu lục này sang châu lục khác, mục đích là cũng để giải trí cho nhu cầu của con mắt mà. Như vậy việc chúng ta bịt con mắt đó, có phải thật sự là một cái động tác tiêu cực hay là tích cực như chúng ta đã từng bị gán ghép hay là trông đợi hay không, thì tùy vào tình huống và nhất là đối vật của sự thấy là cái gì, thì tình huống đó đó chúng ta mới nên áp dụng là không nhìn thấy hay là phớt lờ như chẳng thể nhìn thấy, hoặc là chúng ta phải mở mắt thật to để giáp mặt với cuộc đời. Trong kinh Tạng Bali đó, để dạy cho những người xuất gia khi tiếp xúc với quần chúng đại gia giữ được đạo tâm bền vững trong đời tu đó, thì Đức Phật đã răn nhắc những người xuất gia như sau:
Nếu không có các việc Phật sự, đừng cố tình tạo ra nó để cái cơ hội giao tiếp giữa người xuất gia với quần chúng xã hội được diễn ra. Khi có công việc Phật sự mà người xuất gia đó cần phải gánh vác phụng sự, cho nên cái cơ hội tiếp xúc giữa người xuất gia với người tại gia có mặt như là một cái quy luật tất yếu, thì lúc đó đó người xuất gia chỉ nên nhìn người tại gia đơn thuần là con người. Ở đây ý niệm về con người giới tính không đặt ra. Con người giới tính bao gồm là người nam, người nữ, người giới tính thứ ba, bao gồm là đồng tính lứa gái nam, đồng tính lứa gái nữ, hay là lưỡng tính, hoặc là người chuyển đổi giới tính. Mà thế giới phương Tây đã thường viết tắt bằng bốn chữ là L, G, B, T. L là viết tắt của lesbian, G đó là viết tắt của gay, B đó viết tắt của bisexual, còn T là viết tắt của transgender. Đó là bốn cái từ mà người phương Tây thường sử dụng. Như vậy để giữ được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, thức và ngủ, người xuất gia khi tiếp xúc với người tại gia, bất luận người đó là ai, thì cái nhận thức ở con mắt của người xuất gia đối với đối vật là người tại gia chỉ đơn thuần là con người thôi. Và bằng cách thức này đó, thì người xuất gia sẽ là giữ được cái tâm thức của người tu và giữ được cái đạo. Và giả sử có những người tại gia thể hiện tình thương, tình yêu quý mến, thì người xuất gia cũng dừng lại ở chỗ chỉ đơn thuần là một con người, chứ không phải là con người giới tính, có những thu hút giới tính. Và bằng phương pháp rất là đơn giản này đó, Đức Phật đã giúp cho rất nhiều các vị xuất gia có thể giữ được lý tưởng thanh cao, đời sống phẩm hạnh của người xuất gia để xứng đáng trở thành là nơi nương tựa của quần chúng. Áp dụng cùng bài kinh đó đó, thì trong quan hệ vợ chồng đó, khi một trong hai người có cơ hội giao lưu tiếp xúc với xã hội, bao gồm những người khác giới phái, thì chúng ta cũng nên bắt chước người xuất gia quan niệm người đang đối tác với mình, làm việc với mình ở bất kỳ vị thế xã hội nào cũng chỉ là một con người. Ở đây ý niệm giới tính nam nữ và thứ ba hoàn toàn không có mặt. Sau đó Đức Phật tiếp tục dạy là khi nhận thức đối tượng đang làm việc trực tiếp chúng ta chỉ là con người, thì chúng ta bước thêm một bước nữa để giúp cho mình giữ được cái tâm thanh tịnh trong sáng trong các công việc. Đó là đối với người lớn hơn 20 tuổi thì xem người đó như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi xem như là ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi xem như là con, nhỏ hơn 40 tuổi xem như là cháu, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, và nhỏ hơn vài tuổi đó xem như em út ruột thịt có quan hệ huyết thống. Bằng cách này đó thì trong quan hệ vợ chồng, người tại gia đó sẽ hài lòng với người bạn đời đồng hành với mình trên từng cây số của cuộc sống. Và lúc đó đó, khi tiếp xúc với những người khác giới phái, có thể hấp dẫn hơn, đẹp hơn, trẻ trung hơn, dễ thương hơn, thì người tại gia vẫn có thể giữ được chánh niệm và an toàn trong các quan hệ xã hội. Cái đó đó thì Phật học tạm gọi là tình trạng thấy nhưng mà không thấy. Vì thực cái thấy nó luôn luôn tạo ra cái phân biệt. Cái phân biệt đó đó nó làm chúng ta phải đánh giá bằng cái ý thức rất là chủ quan của mình. Và từ cái đánh giá đó, nó thường dẫn đến rất nhiều các so sánh giữa vợ mình và vợ người khác, giữa chồng mình và chồng người khác. Trong quan hệ vợ chồng đó, bất kỳ một sự so sánh nào giữa vợ chồng của chúng ta với vợ chồng người khác đều trở nên khập khiễng và nên tránh. Khi người chồng mà so sánh vợ mình với vợ làng xóm đó,
thì tâm trạng của ông chồng sẽ khởi lên rằng là vợ tôi tệ như vợ thằng đậu. Và như vậy cái nhu cầu chia sẻ những nỗi buồn hụt hẫng trong quan hệ giữa anh ấy với vợ của mình tại nhà, với những người đồng nghiệp làm việc chung ở công sở đó, lúc đầu thấy đó là chuyện bình thường, nhưng mà lâu dài đó nó dẫn đến những cái đồng cảm, và từ đồng cảm này dẫn đến cái tình trạng ngoại tình trai. Và nếu không giữ được tâm bình đó, từ ngoại tình trai dễ dàng dẫn đến ngoại tình bạn. Tương tự, nếu các bà vợ so sánh chồng mình với những ông chủ tịch nước, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng hay là đại gia doanh nghiệp thì thấy rằng là tại sao chồng mình còn tệ hơn là những cái anh gọi là anh hai lúa ở dưới quê lên, và không bao giờ cảm thấy hay là và thỏa mãn với chồng mình. Từ đó đó nó dẫn đến những cái nhu cầu vượt ra ngoài sự kiểm soát của thân và ta. Cho nên là phương pháp quán tình thân về phương diện huyết thống sẽ giúp cho người tại gia đó hài lòng và biết đủ với người bạn đời mà mình đang sống chung. Từ đó đó mới giữ được điều đạo đức thứ ba mà Đức Phật đã dạy, đó là chung thủy một vợ một chồng. Như vậy động tác bịt hai con mắt qua hình ảnh của chú khỉ hay là chú tiểu rất là dễ thương ngộ nghĩnh, không có nghĩa là đang có con mắt chúng ta bịt đi để trở thành một người mù. Bởi vì Đức Phật ca ngợi cái phước báo khi lần lẹn được sáu giác quan, trong đó bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Nên là người tu học Phật đó thì không nên cố tình bịt mắt mình lại để không còn sợ thấy nữa, và cũng không nên tránh những cái tình trạng là ẩn ở trên rừng núi sâu để hạn chế tối đa cái việc giao tiếp xã hội, và nghĩ rằng bằng phương pháp đó đó chúng ta có được những tiến bộ về tâm linh. Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài đã truyền bá chân lý và đạo đức của Ngài suốt 45 năm không có mệt mỏi. Khoảng vài tháng đầu sau khi giác ngộ, do vì chưa có chùa, Đức Phật bất đắc dĩ mới cùng với đệ tử xuất gia của mình mỗi đêm ngủ dưới một gốc cây ở trên đỉnh núi Linh Thú. Khi tiếp nhận chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tằng Bà Sa La hiến cúng tại nước Ma Kiệt Đà, nơi cách núi Linh Thú khoảng 3 cây số đường chỉ bay, Đức Phật đã không tiếp tục ở trên núi nữa cho đến lúc mà Ngài qua đời. Các ngôi tự viện được quần chúng hiến cúng cho Ngài làm nơi đào tạo tăng đoàn và truyền bá chân lý. Không bao giờ cách thành phố quá 5 cây số đường chỉ bay. Mục đích gần thành thị là để cho người tại gia với mọi thành phần xã hội có cơ hội tốt để đi đến chùa gặp Phật, nghe chánh pháp, học hỏi và thực tập lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Như vậy Đức Phật chủ trương nhập thế rất năng động và tích cực. Rất tiếc là khi Đạo Phật truyền bá sang Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, phần lớn các ngôi chùa đó nằm ở trên rừng sâu và núi cao thôi, thuận lợi cho việc tu nhưng rất trở ngại cho việc làm đạo, vì quần chúng sẽ không có nhiều thời gian để đi đến những chỗ quá hiểm trở như vừa nêu. Như vậy ở cốc một mình, ở thác một mình, ở rừng sâu núi cao một mình đó chỉ lợi cho bản thân nhưng mà không lợi cho quần chúng. Đây không phải là chủ trương của Đức Phật, và Đức Phật không hề khích lệ các lối tu tập như vừa nêu. Cho nên là động tác bịt mắt đừng nên hiểu đó là xa lánh cuộc đời, không nhìn thấy được cái gì hết. Tại vì Đạo Phật chủ trương trí tuệ, mà trí tuệ đó là đỉnh cao nhất của các loại nhận thức và tri thức. Người có trí tuệ dù bị mù mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ, vì họ có thể hiểu được quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật pháp lý, quy luật hạt giống, quy luật thời tiết, quy luật vũ trụ và quy luật tái sinh. Do đó đó cuộc sống của họ luôn phù hợp với đạo đức và mang lại các cái hành động rất cao quý cho tha nhân.
Cho nên trí tuệ được xem như là chiếc chìa khóa dẫn đường soi lối cho đời sống an vui hạnh phúc trong đời. Do đó động tác bịt hai con mắt nên được hiểu đó là chúng ta đừng nên bị vướng kẹt vào phản ứng của cái thấy, tức là chúng ta thấy nhưng không bị vướng kẹt vào đó, thì cái thấy đó được gọi là cái thấy không chớp mắt. Cái thấy không chớp mắt được xem như là thấy mà chẳng thấy, chẳng thấy nhưng thấy hết tất cả. Là cha mẹ ông bà khi còn ở Việt Nam đó, thì các quý Phật tử thường là nhìn thấy cảnh các cháu, tức là con ruột của con mình đang nô đùa, có cháu thì giỡn, có cháu thì quậy phá. Mà nếu như mình để ý đề tứ về chúng bằng con mắt của mình đó, là lúc mình rất phiền não, không thể nào ngồi yên để làm những việc mà mình đang cần làm. Và lúc đó, chúng ta phải phớt lờ cái sự thấy đó đi, không quan tâm đến, thì cái sự bình an đó mới thật sự có mặt. Còn trong đời đó, nó cũng có rất nhiều sự rất là bất công, gây mắt, tức là mình thấy nhưng mà mình không có hài lòng. Mà nếu không làm chủ được cái thấy đó đó, thì sự nhận thức đó sẽ dẫn đến các phản ứng mà theo kinh đó Đức Phật đưa ra đó, là một trong hai loại như sau. Thứ nhất đó, là phản ứng tham ái, từ cái thấy chấp trước đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hài lòng, ăn ý, hợp hợp gu, thì chúng ta luôn luôn là đam mê, thích thú, thậm chí là sở hữu đặc quyền và bảo vệ bằng mọi cách để được bản quyền, tức là sở hữu được cái đối vật mà cặp mắt chúng ta ưng ý và thích thú. Phản ứng thứ hai là không hài lòng đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như lý. Rồi chúng ta cảm thấy là gặp người đó, sống chung với người đó là một cái gì đó rất khó chịu và mất hạnh phúc. Cho nên không làm chủ được con mắt thấy đó thì mọi thứ rất là phiền não. Như vậy không thấy trong trong tình huống này nó có thể được hiểu qua các tình huống như sau. Thấy bằng chánh niệm cho nên không dẫn đến những tình trạng bị rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông, rủi ro trong các cái sự cố bất cẩn. Và cái thấy đó đó được đạo Phật đề cao vì đó là nền tảng để dẫn đến trí tuệ. Thì trong tình huống này đó, chúng ta bắt buộc phải thấy và thấy rất rõ, không thể thấy lờ mờ, vì thấy lờ mờ đó nó dễ dàng dẫn đến những nhận thức sai lầm của chúng ta đối với thế giới hiện thực đang diễn ra. Và bằng cách đó đó, chúng ta được hướng dẫn là thấy sự vật như chúng đang là, tức là thấy rõ được bản chất như thật của sự vật ngay trong thời điểm và không gian mà chúng ta đang nhìn về nó. Cái thấy đó được gọi là thấy bằng chánh kiến. B. Không chấp, không khổ và không bị liên lụy khổ đau bởi những cái thấy không như. Thì trong tình huống đó đó, động tác thấy đó mà tâm mình không bị vướng kẹt vào thì được gọi như thể là không thấy. Và đây là cách mà chúng ta cần tu để giữ được cái tâm ẩn nhẫn, điềm tĩnh, sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Vì có nhiều trường hợp đó, ở trong cuộc đời đó, thấy vậy mà không phải vậy. Tức là có những cái trường hợp mà ngẫu nhiên hoặc là tình cờ, các cái việc chúng ta thấy, chúng ta tưởng chừng như thể đó là đúng, nhưng mà nó chẳng có sự thật. Có những cái thấy đó, khi mình đối chiếu, thấy nó rất là hữu lý, logic, nhưng mà hoàn toàn không có chân lý trong đó. Cho nên mọi cái thấy nên được ghi nhận đơn thuần là một sự thấy thôi, chứ không đứng kèm theo một thái độ nào hết, thì lúc đó chúng ta không bị vướng kẹt vào. Trong thời đại kỹ thuật số này á, với cái công nghệ Photoshop đó, có những hình ảnh mới nhìn qua chúng ta tưởng như thực 100% mà trên thực tế thì không. Ví dụ như trong 2 năm gần đây đó, một số người ở phương Tây đó mới ghép hình cựu tổng thống George Bush con trong hình dạng của một đạo sĩ rất là bình dân,
sống ở trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và đang giảng đạo cho các bạn đồng tu của mình nghe. Thiếu kiến thức về kỹ thuật số nói chung và có tô số của riêng đó, chúng ta dễ dàng giật mình và thấy rằng là một vị tổng thống quy hùng của nước Mỹ và hiển hách trên toàn thế giới nay đã trở thành đạo sĩ Phật giáo. Và nếu như mình dễ dàng tin vào cái hình ảnh đó đó, truyền bá nó đi cho bạn bè và quảng bá rằng là đạo Phật hấp dẫn đến độ thu hút được một vị tổng thống sau khi về hưu trở thành đạo sĩ, lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của truyền thông. Và cái bẫy đó đó có một cái mục đích là chứng minh rằng tính khả tính của truyền thông Phật giáo là không cao. Thế từ đó là những người nào mà tin như thế mà truyền bá đi đó, làm cho cái niềm tin về truyền thông Phật giáo nó bị giảm thấp, bởi vì đây là một cái hình ảnh gọi là quỷ đạo chứ không có thật. Tương tự, trong vòng 6 tháng trở lại đây, người ta đã lắp ghép hình của tổng thống Barack Obama đang ngồi thiền, hoặc là tấm hình mà ông ấy đang chắp tay lại Phật. Nếu không có kiến thức về kỹ thuật số và Photoshop, chúng ta tin chắc rằng đây là cái hình có hiện thực 100% thôi. Thế vì dù sao đi nữa, Barack Obama đã nhiều lần gặp Đại lễ lần ba và bày tỏ tấm lòng cao quý tôn kính của mình dành cho nước Đại lễ lần ba. Cho nên đó, khi nhìn thấy những cái hình ghép đó, người ta dễ dàng tin rằng đó là những tấm ảnh có sự thật. Do đó, chúng ta nhìn thấy những tấm ảnh này chỉ ghi nhận đơn thuần là một tấm ảnh thôi, không nên tin. Vì tin đó, chúng ta sẽ bị ngộ nhận, bị rơi vào cái bẫy chê cháo thôi. Và truyền bá những tấm ảnh thiếu khả tính đó, chúng ta sẽ góp phần làm cho truyền thông Phật giáo bị thế giới lên án rằng là truyền bá những thông tin giật gân mà trên thực tế là không có thật. Do đó, thấy các sự vật chỉ ghi nhận đơn thuần là sự vật, chứ chưa dội đưa các thái độ của mình đính kèm theo, những lời nhận xét của mình đính kèm theo, hoặc bên vực hoặc chống đó, thì lúc đó đó cái thấy đó được xem là không có thấy, cái thấy đó là trung lập, rồi đó có thể được hiểu như là động tác bịt hai con mắt. Do vậy mà người tu học Phật nên tập theo động tác là không thấy, để không phải bị vướng lụy và dướng cái phiền về những thứ mà chúng ta không cần thấy. C, khi tâm của mình đó không chăm chú vào một đối vật, lúc đó thị giác có nhìn thấy một cái sự vật nào đó, cái thấy đó vẫn được xem là bằng không. Khi chúng ta lái xe đó, vì cái tốc độ chạy rất là nhanh, chúng ta có cảm giác là các cảnh vật đang chạy ngược mình với một cái tốc độ bằng với tốc độ lao của chiếc xe. Nếu có một chiếc xe đang ở ngược chiều chạy lại, tốc độ xe đang lao đó là 80 cây số một giờ, tốc độ xe của chúng ta cũng là 80 cây số một giờ, thì cái sự thấy của chúng ta sẽ không còn chính xác nữa. Hai chiếc xe chạy ngang qua sẽ vô một cái, và tốc độ đó nếu chúng ta đo đó, nó có cảm giác như là 180, 160 cây số, mà trên thực tế chỉ có 80 thôi, vì nó đang chạy ngược chiều, làm cho cái thị giác của chúng ta không phản ánh đúng được cái hiện thực đang diễn ra. Khi có mặt tại thành phố Quên đó, chúng tôi đã đứng tại cái một vị trí cách nhà thờ đó khoảng tầm gần 100 mét, và giờ thầy Ngộ Dũng và vị thư ký đi chung với chúng tôi đó đứng ngồi ở cái góc độ thấp nhất để chụp lên. Lúc đó đó, thân người chưa đầy 1m5 của chúng tôi đang là đứng trước cái nhà thờ 157 mét, mà có cảm giác rằng đó là mình cao gần bằng cái ngôi nhà thờ đó. Đó là do cái góc nhìn và góc chụp thôi, mà trên thực tế đó, cái khoảng cách này đó nó đến cả 100 lần. Nhưng mà trong hình ảnh nó chỉ thấy là nó xây xích nhau có 2-3 cm thôi. Cho nên mà dựa vào đó mà nói cái nhà thờ này bé quá, ông thầy cho tôi này cao lớn quá, thì chúng ta đang rơi vào tình trạng ngộ nhận, tức là thấy mà như thể là chẳng thấy, vì thấy nó không đúng. Cho nên đó, cái góc nhìn đó, nó tạo ra cái chiều sâu của cái thấy. Và nhìn sự vật bằng con mắt nhân quả, đạo đức và luật pháp đó, chúng ta sẽ thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó rõ mồn một thôi, không có gì qua mắt chúng ta được hết.
Còn bỏ qua cái nhận thức đó đó, chúng ta sẽ thấy bằng sự suy luận, quy nạp, diễn dị và diễn dịch, nội suy và tổng hợp. Và do đó nó sẽ không dẫn đến được cái một nhận thức đúng. Một vị thiền sư có lần phát biểu đó, trước khi tu về Phật pháp, tôi thấy đó núi sông là núi sông. Sau khi tu và ngộ được Phật pháp đó, tôi thấy đó núi sông chẳng phải là núi sông. Sau khi giác ngộ rồi, nhập thế giảng cái thuyết pháp đó, thì tôi tiếp tục nhìn thấy núi sông vẫn là núi sông. Cái thấy thứ nhất và cái thấy thứ ba đó, nhìn về bề mặt đó, chúng ta có cảm giác là giống nhau, nhưng mà trên thực tế là rất khác. Cái thấy thứ nhất là tượng trưng cho một người phàm, thấy mọi thứ đều chấp là thật hết. Ví dụ như là hình bánh bô ma được ghép cũng là hình thật, hình là tổng thống George Bush là đạo sĩ là hình thật. Tức là chúng ta chấp vào những cái thật mà vốn thực tế nó không có. Và cái nhìn đó là cái nhìn bị nhướng vào, gọi là chấp trước, hay là chúng ta dùng lăng kính chấp mắt để nhìn vào các sự vật không có thật. Cái nhìn đó được gọi là định kiến, thành kiến, cần phải loại trừ. Và nhìn bằng như thế, chúng ta có mắt cũng như là bằng thừa, là nó không phản ánh được hiện thực. Còn cái nhìn thứ ba đó, đó là sau khi tu tập giác ngộ nhập thế rồi, tôi thấy núi sông vẫn tiếp tục là núi sông. Lúc đó mình không còn chấp mắt vào núi sông nữa, không chấp mắt mọi thứ nữa. Chúng ta hòa nhập với thế giới, hòa nhập với con người, và ghi nhận cái sự vật mà chúng ta thấy đó, nó vẫn như là chính nó, và chứ không đứng kèm theo một cách bất kỳ một phản ứng nào. Đó là cái thấy của bậc giác ngộ. Cái thấy trong tình huống thứ hai đó là núi sông không còn là núi sông nữa. Lúc đó đó người tu đó bắt đầu thấy rõ được cái tính duyên khởi giả hợp trong mọi sự vật hiện tượng. Cái gọi là chiếc xe trên thực tế là một cái tổ hợp của bánh xe, sườn xe, gâm xe, tay xe, rồi các cái công cụ khác lắp ráp lại mà thành. Cái còn tự thể của chiếc xe đó không phải là một thực thể thường hằng. Cho nên đó, bằng nhận thức duyên khởi, chúng ta thấy mọi sự vật không còn chính là các sự vật đó nữa. Tại vì nó là tổ hợp của những cái được hình thành, mà các cái được hình thành đó, nếu tiếp tục phân tích thì chúng lại được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên không nhìn bằng cái nhìn thường kiến hay là đoạn kiến. Do đó nhãn quan duyên khởi sẽ giúp cho chúng ta thấy sự vật khác với chúng đang là. Nhưng mà chúng ta cũng không thể sử dụng cái nhãn quan đó một cách tức là quá máy móc. Cho nên khi đã giác ngộ rồi, hiểu được đạo pháp rồi đó, thì chúng ta cũng phải hòa nhập với xã hội, với các cái mặc định, để nó không gây ra những cái khoảng cách quá lớn giữa một người giác ngộ với một người bình thường. Cái đó được gọi là hòa quan đồng trần, để chúng ta dễ dàng hiểu được tâm trạng phàm và giúp cho những người phàm có thể vượt qua được các vướng mắc và bế tắc của họ. Điều hai, không nghe. Hình ảnh các chú khỉ hoặc chú tiểu dùng hai bàn tay của mình bịt hai lỗ tai lại, tự dư động tác đó là nghe mà không bị vướng chấp vào các âm thanh của sự nghe. Bây giờ chúng ta thử liên tưởng khi thỉnh lên một tiếng chuông bon, chúng ta nghe cái âm vang của nó có khi là 5 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, tùy theo chất lượng đồng nguyên hay là đồng tạp pha mà cái độ ngân vang của nó có thể dài hay là ngắn. Rồi đến một lúc chúng ta không dùng cái dùi chuông đánh vào cái tiếng chuông thì chúng ta không hề nghe cái âm vang nào từ cái quả chuông. Lúc đó khi được hỏi nghe cái gì, thói quen của chúng ta liền trả lời ra: tôi không nghe gì hết. Thực ra đó chúng ta vẫn nghe, nhưng mà nghe một sự thính lặng không có cái âm vang. Chứ trên thực tế không phải là chúng ta không nghe cái gì hết, chúng ta không nghe tiếng chuông thôi, chứ còn chúng ta vẫn tiếp tục nghe. Hay nói cách khác là tấm nghe của lỗ tai chưa từng bị mất đi.
Nhưng bằng nhận thức này đó, Đạo Phật dạy chúng ta làm chủ được cái nghe của mình. Và khi làm chủ được cái nghe đó, chúng ta làm chủ được hạnh phúc. Phần lớn đó, chị em phụ nữ đó, là dễ vướng kẹt vào cái nghe. Những lời thị phi, vu khống, xuyên tạc, nói xấu, chột lại bánh xe, phá đám. Và là người nam á, nếu không khéo làm chủ tâm, chúng ta cũng bị các cái lời thị phi đó nhiễu loạn, gọi là tâm của chúng ta không kém gì. Do đó, làm chủ cái nghe có thể được hiểu dưới các góc độ như sau. A. Không vướng kẹt vào thị phi thì các lời thị phi đang có mặt được xem như là chúng ta không nghe thấy. Vào năm 85, khi làm thị giả cho hòa thượng của chúng tôi là ở chùa Giác Ngộ đấy, thì có một chú sa di đồng tu khác, cũng là huynh đệ thôi. Khi nghe thiên hạ nói xấu về thầy của mình đó, thì chú này cảm thấy phiền não lắm, mới về lặp lại nguyên văn lời của người ta đó. Lúc đó đó, hòa thượng vừa cười vừa từ tốn trả lời như sau: Này con, lời thị phi mà con vừa kể cho thầy nghe, thiên hạ có kể không thì thầy chưa từng nghe thấy, nhưng mà chính thầy đang nghe con nói lời đó ra. Như vậy con đang là người truyền bá lời thị phi, còn những tác giả khác là thầy chưa biết. Và bằng cái đó đó, hòa thượng muốn nhắc nhở với chú sa di nói tu, đó là từ đây về sau đó, mỗi khi nghe lời người ta nói không đúng về thầy mình, nếu thật sự thương thầy mình, chúng ta phải giải thích rằng đây là thông tin không có sự thật, đây là thông tin ngộ nhận, đây là thông tin bị xuyên tạc, đây là thông tin vu cáo thôi. Thì lúc đó đó, bằng những cái dẫn chứng và chứng minh đó, thì những người truyền bá những cái thông tin sai lệch qua truyền thông đó sẽ tắt lửa thôi. Còn đằng này đó, nghe người ta nói sai mà mình không chịu đính chính, nên mình biết rất rõ việc đó là không có sự thật, đi về lặp lại cái việc đó, phải là mình đang mang phiền não về cho người thân người thân của mình không? Phần lớn chúng ta ít để ý đến vấn đề này, cho nên chúng ta vô tình đó là mang rất nhiều các thông tin không thật sự cần thiết cho những người thân chúng ta nghe. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật có làm dạy như thế này: Người muốn sống hạnh phúc không nên mang lửa thị phi ở ngoài đường về đốt cháy hạnh phúc của các thành viên trong nhà. Tương tự, người quý trọng hạnh phúc của tha nhân không nên mang lửa thị phi của gia đình mình đốt cháy hạnh phúc của gia đình người khác. Và nó được lý giải bằng nội dung như sau: đó là khi mình nghe chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự mà thường người ta có thói quen khi rảnh là hay tán, thì các việc đó, đó nó hoàn toàn không liên hệ gì, không có liên can gì đến hạnh phúc và tổ ấm của chúng ta tại nhà. Thì việc đem nó về kể trên mâm cơm gia đình là giết chết cái không khí hạnh phúc của gia đình đó. Ngày 28 tháng 6 2015 đó, đó là ngày gia đình Việt Nam. Và năm nay đó, truyền thông tại Việt Nam kêu gọi các gia đình đó nên chọn một buổi nào đó, phần lớn là cuối tuần, để giữ truyền thống mâm cơm gia đình, dù có bận rộn công việc ở đâu cỡ nào, nếu cái giờ đã được mặc định đó, hoặc là buổi trưa chủ nhật hoặc là buổi chiều tối chủ nhật, tất cả các thành viên không ai nhắc ai phải có trách nhiệm trở về gia đình để phụ vào cái bếp chung, và sau đó cùng ăn cơm, tâm sự, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Và bằng cách này đó, chúng ta đang nhóm lửa hạnh phúc, sưởi ấm hạnh phúc, và nói tới cái hạnh phúc từ chúng ta đến với các người thân và ngược lại. Phần lớn trong thời đại này, chúng ta bận rộn đến độ là quên hết tất cả những người thân của mình. Nhưng mà trong nền văn hóa phương Tây, ở tuổi 30, phần lớn con cái khuynh hướng là sống biệt lập với cha mẹ để tìm cái tự do tuyệt đối,
Và cái tự do đó đó là theo luật pháp thôi, chứ nó theo luật Phật đó, đó là một cái số phóng túng. Chúng ta không muốn ai biết đến mình, không ai làm phiền mình, không ai can gì đến mình. Và do đó đó, cái tôi được đề cao quá mức đến độ đó, nó dễ cảm thấy bị xúc phạm, thương tổn khi mà người thân không tôn trọng việc đó. Cho nên giữ gìn mâm cơm gia đình đó, thì nhớ trong lúc ăn cơm là tắt hết toàn bộ điện thoại di động đi, để dành cho nhau cái không gian rất yên tĩnh. Và khi lên giường ngủ đó, vợ và chồng đó là đừng có bàn chuyện thị phi, mà vợ nghe ở công sở của mình, chồng nghe ở nơi mình làm việc, vì cái đó nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc của gia đình đó. Là lúc mà nói những chuyện tào lao đó, vợ chồng có thể cãi vã và mất hạnh phúc với nhau cũng có. Nó không đâu vào đâu hết á, nhưng mà hậu quả nó là có thật. Do đó là tuyệt nhiên không mang lửa thị phi về đốt gia đình mình. Đồng thời trong quá trình sống đó, do cá tính giữa vợ và chồng là nam và nữ khác nhau, cho nên nó cũng có những lời qua tiếng lại. Thì nhiều chị phụ nữ khổ quá đó, đi tâm sự nhỏ to với các bà làng xóm, mà đằng kia họ đâu có đủ cái năng lực để giúp cho chị em phụ nữ thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó đâu. Mà nhiều khi đó người ta xuống bậy nữa là khác. Cho nên nếu có tâm sự thì tâm sự với các nhà tư vấn tâm lý chuyên môn về lĩnh vực gia đình, để chúng ta mới tìm ra được những giải pháp thích hợp. Hoặc là mình là đến nhờ các thầy, các sư cô tìm ra cái giải pháp giúp cho mình đó được bình an. Còn rất nhiều người là nó biết giải pháp rồi không chịu làm, cái đây đi kể những cái chuyện này chuyện nọ không tốt ra cho làng xóm nghe, thì cuộc sống mình nó càng trở nên bị xáo trộn hơn. Và mỗi lần kể như thế đó, chúng ta đang hấp lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình, và bằng cái đó chúng ta đang đì đọt cảm xúc và hành hạ cảm xúc bản thân. Ngày nay thì các trang mạng xã hội đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cao hơn bao giờ hết. Có rất nhiều người cảm xúc nhiều quá, chuyện mới gây lộn gây lạo với chồng thôi cũng đem lên viết trên Facebook hay Twitter. Bây giờ không phải là chỉ có hai ba người làng xóm biết, mà cả là một cái network có mối quan hệ bạn bè hoặc là truy cập trực tiếp vào cái trang mạng của chúng ta cùng biết. Và nhỡ bạn người còn lại đọc được các thông tin đó, đó sẽ có cảm giác là gì? Mình đang bị đấu tố bởi thế giới, mà người chủ chốt chính là người bạn đời của mình. Cái cảm giác đó nó làm cho đương sự cảm thấy khổ như lắm. Và cũng bằng những cái lời tâm sự này đó, rất nhiều gia đình bị phá vỡ hạnh phúc. Cũng có những trường hợp khi đưa những cái dòng status về cảm xúc lên đó, thì những người khác giới phái người ta mới thể hiện sự quan tâm, rồi gửi những cái lời gọi là có cánh để cho cái người nghe nó cảm thấy rất là hạnh phúc, và từ đó cái tình cảm nó phát sinh. Đằng khi đó cái tâm đề đó không thể nào được diễn ra với vợ hoặc là chồng chính thức của mình. Cho nên sau một thời gian sử dụng khoảng 5 năm các trang mạng xã hội, các blog cá nhân đó, thì cái tình trạng bị ly dị diễn ra cũng theo tỷ lệ thuận. Nên có một nghiên cứu cho biết đó là trang mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình, không phải là một cái tâm lý đùa, mà nó là một hiện thực đấy. Và học theo lời Phật đó, chúng ta nghe những lời thị phi, chúng ta không cần phải tiếp tay truyền bá, chúng ta không nên tình nguyện trở thành cái loa phóng thanh của thị phi, thì nghe trong tình huống đó được gọi là không nghe. Giống như hai cái tai đang bịt lại hai cái lỗ tai của mình. B. Những lời xúc phạm hoặc dễ gây thương tổn. Chị em phụ nữ về bản chất là sống với cảm xúc, cho nên đó rất nhạy cảm bởi những lời nhận xét của tha nhân dành cho mình. Những lời nào có cánh đó thì chị em phụ nữ dễ xúc động, mà dễ xúc động đó thì dễ mất tự chủ. Vừa rồi tòa án của Hoa Kỳ đó mới xử tội một nữ quản giáo trại giam vì có tình cảm với hai tội phạm, cho nên đó đã quan hệ giới tính ở trong khu vực của trại giam vốn là bị cấm kỵ, và bằng cái sự trao đổi quan hệ giới tính đó, đó là nữ quản giáo này đó đã tạo điều kiện cho hai kẻ tội phạm này đó được tẩu thoát. Vì đó đã làm cho hàng trăm các cảnh sát quản lý trại giam phải tốn rất nhiều công sức để đi truy lùng và bắt hai kẻ đã tẩu thoát đó về.
Đó là vì chị em phụ nữ thích nghe những lời con cắn thôi. Nên khi cũng có những trường hợp ngược lại đó, là chị em phụ nữ rất dễ cảm thấy bị xúc phạm và thương tổn khi người ta nói xốc hông, nói chọc bánh xe, nói phá đám, nói chọc tức, nói để mà làm cho mình mất đi sự làm chủ của bản thân. Chọc bánh xe là gì? Tức là phá cái chiếc xe nó đang chạy thế này, mà lấy cái gậy mình chọc vô cái xe nó không chạy được nữa. Giống như xe bò nó đang lăn á, là xe nào nó đang chạy, lấy cái gậy gắn cái cân á, ở đầu A đầu B thì nó không chạy được nữa, nó đứng luôn tay sổ nó ngã thôi, thì ta gọi là trọt đi bánh xe. Cản trở đó. Nó là một cái hành động cản trở, phá đám, gây nghịch duyên, để cho cái nỗ lực của ta hướng từ phía trước đó bị khựng lại, bị ngã quỵ, bị bắt lại. Do vậy mà các chị phụ nữ đó cần phải làm chủ dòng cảm xúc, và đàn ông cũng cần phải nỗ lực làm chủ dòng cảm xúc của mình. Về nhân tướng học đó, bất cứ người nam hay người nữ mà cái mu bàn tay đó có cái đường dao quá bóng láng, nó sáng giống như là nó có ống ánh tương phản với ánh sáng vậy đó, và cái lòng bàn tay đó có làn dao quá mỏng, đường chỉ chi chít ở trên đó, thì thường á nhân tướng học về bàn tay sẽ cho biết rằng là đó là người có dấu hiệu rất nhạy về cảm xúc. Cho nên là những người đó đó khi giao du tiếp xúc với người khác chỉ trong vòng đó là vài phút thôi, có thể biết được tâm trạng của đối phương, hiểu rõ được những cái cảm xúc, hành động, động cơ của người khác, và do vậy rất dễ dàng cảm thấy bị thương tổn lắm. Còn những người nào đó da nó thật là dày, đường chỉ ta thật là đơn giản, trong bàn tay chỉ có ba đường chỉ chính thôi, nó rõ mồn một, không có những đường chỉ phụ, thì đó là những người rất là khô khan về cảm xúc, sống là lý trí, giản dị, bình dân, chất phác, chân thành, nằm xuống là ngủ liền. Như vậy là hai là phong cách bàn tay của điêu đó, nó thể hiện hai loại cá tính khác nhau về cảm xúc. Và người nào nặng về cảm xúc đó thì chỉ cần nghe người ta nói phong lâm thôi là mình ở đây đã khổ rồi, nó mém mém thôi, nhưng mà khi nó ám chỉ một người nào khác, nhưng mà cái người nhẹ cảm xúc nghĩ rằng là đang chỉ về mình, đang nói xấu mình, đang tấn công mình, đang đưa mình là lên giàn quả để thiêu, cho nên người đó dễ dàng bị khổ đau chi phối. Do đó trong tình huống này chúng ta phải tập giống như là không nghe. Ví dụ người ta thậm chí ta chửi đích danh mình, bà Nguyễn Thị A là người rất xấu, sống không có tình người, mặc dù trong khai sanh tên của đương sự vẫn là Nguyễn Thị A, nhưng mà trên đàn tính này có hàng trăm người, thậm chí có hàng ngàn người, hàng vạn người cũng cùng tên là Nguyễn Thị A. Ai biểu mình đánh dấu đánh đồng và mình với cái tên Nguyễn Thị A đó chia cho nó mà. Mà giờ mình biết là người ta đang cố tình đang nói đến mình đấy, hoặc ám chỉ bằng những cái ngôn ngữ mà người ở trong cuộc đều phải nghĩ rằng đó là chỉ cho mình. Lúc đó chúng ta phải tập vô ngã là danh xưng tên gọi không phải là tôi, không phải là tượng ai của tôi, không phải là sao của tôi, cho nên tôi không dạ gì phải chịu nỗi khổ niềm đau đối với các danh xưng được đẳng thức hóa một cách có dụng ý của người xấu đó. Rồi lúc đó đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái tình trạng của những cái lời gây xáo trộn về cảm xúc mà vốn mình không ưng nghe và mình cũng không hề trông đợi đó. Còn trong xã hội tự do, người ta được quyền nói, dĩ nhiên là những cái gì mà nói xúc phạm nhân phẩm của người khác mà có bằng chứng đó thì người ta được quyền kiện ra tòa. Còn nhiều khi ta nói phong long, ta nói ám chỉ dạ gì mà mình đi đánh đồng, thậm chí mình ta nói đích danh tên tôi mình đi nữa, nếu mình không phải là tác giả thì hoặc chúng ta nhờ luật sư can thiệp, hoặc là mình đính chính một cái nào đó. Nhưng mà sau khi đính chính rồi, chúng ta không phải khổ lụy theo những cái thông tin được người ta gọi là cố tình nói sai sự thật đó. Còn những người sau khi đã nghe cái lời giải thích, hiểu rõ được tình huống mà vẫn cố tình tin rằng đó là sự thật thì đó là do họ dở, họ ráng chịu. Còn mình là đương sự, tính cách nạn nhân đó đã được giải phóng rồi, mình đâu có chấp vào đó đâu, mình bị nạn nhân. Cho nên chúng ta không nên
để cho dòng cảm xúc của mình bị khổ đau theo những cái lời gọi là gây xáo trộn cảm xúc của những người có dụng ý. Trong các loại chiến tranh đó, nó có đó là tâm lý chiến, người ta phải nói sốc để làm cho mình bực tức, và cái mình khổ đau đó thì người ta gọi là bất chiến tự nhiên thành, không đánh mà thắng. Và như vậy đó, mỗi người phải làm chủ mà thấy rõ được việc đó, để chúng ta không rơi vào cái bẫy của những người xấu nhằm ly gián cái mối quan hệ tình thân tình thương giữa chúng ta và những người thân, hoặc là mối quan hệ tôn giáo giữa thầy của mình với những tín đồ còn lại. Tại vì xã hội ngày nay đó là những cái lời như thế nó nhiều lắm, nhất là trên internet, có một nó xuất ra 1 triệu, không có cái gì nó cũng dựng lên thành có được. Mà bây giờ mình tin vào những cái truyền thông như thế đó là gần như hư việc ha. Và tất cả mọi phán quyết phải để cho tòa án xử. Chúng ta không thể tài lanh làm thế chức năng của tòa án. Chúng ta cũng không nên tài lanh làm thế chức năng của nhân quả. Nghĩa nào xấu, nếu luật pháp chưa có cơ hội gọi là tóm cổ để trừng trị, thì luật nhân quả sẽ thay thế luật pháp làm việc đó. Còn công việc của chúng ta đó là khi bị dí bụi tung mù trước những cái lời gây xáo trộn cảm xúc, chúng ta không nên bị xúc phạm, chúng ta cũng không nên cảm thấy bị thương tổn, vì mình có là tác giả đâu mà xúc phạm mà thương tổn. Cho nên phải tự cứu giúp mình, phải làm chủ bản thân, điềm tĩnh như thể là không có chuyện xảy ra, và quan sát rằng là tất cả các loại thị phi xuyên tạc vu khống phá phách cũng giống như là cái cơn gió thoảng, nó đi ngang lỗ tai trái, nó thoát ra khỏi lỗ tai phải và ngược lại thôi. Chúng ta không dạ gì lưu giữ lại trong tâm của mình, và bằng cái đó đó chúng ta sẽ có khả năng vô hiệu hóa tất cả những lời vu cáo của người khác. Và bằng cái này chúng ta trở nên bình an trong thế giới hỗn loạn. Trạng thái đó được gọi là nghe mà như thể không có nghe. C, trong các cấp thiền đó, thì thiền thứ tư được gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là buông hết tất cả mọi cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Lúc đó tâm của con người cho nên là chân không hóa. Trong chân không đó thì không có sự rê và sự bám. Và khi mà mình tập trung tâm nhập vào cái cảnh thiền đó đó, thì có một cái trạng thái thanh tịnh tuyệt đối đang diễn ra và phủ trùm khắp thân và tâm của chúng ta. Người tu tập thiền bằng cách này đó chỉ trong vòng 30 phút thôi, mọi căng thẳng của cơ bắp, thân căng thẳng của cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức sẽ được kết thúc hết, và xả thiền ra người ta trở thành một người hoàn toàn mới, sáng suốt, đẳng lặng, thư thái, thoải mái và bình an. Và bằng cách tu tập này đó thì gần như là chúng ta chỉ lắng nghe cái sự thanh tịnh nội tại của tâm thôi, chúng ta gần như là không bị vướng kẹt theo bất kỳ một loại âm thanh nào đang diễn ra xung quanh chúng ta, nó trở nên rất là bất động. Mọi thứ đang diễn ra mình như thể là không có cái gì hết. Ví dụ như nãy giờ các vị Phật tử đang ngồi ở trong chánh điện của chùa Phước Bình, ở trước cổng chùa đó xe vẫn chạy, có khi xe hơi, có khi xe lửa, có khi ở trên mây đó là máy bay, nhưng mà vì mình đang tập trung cho nên các âm vang đó gần như là nó không làm cho chúng ta chú ý, và do đó sự hiện của nó được hiểu là không có hiệu quả với cái sự nghe của chúng ta trong thời khắc đó phải. Và bằng cách tu xả niệm thanh tịnh đó thì mọi sự nghe được thư lắng hết, được buông bỏ hết, lương tâm mình trở nên nhẹ nhàng thư thái. Và bằng cách này đó mỗi ngày chúng ta là ít nhất dành ra cho mình 20 cho đến 30 phút để làm cho tâm mình nó được format, nó được thoải mái, tức là nó lắng trong hết tất cả, giống như là cái ổ đĩa cứng được format, rồi chúng ta nạp lại hệ điều hành Windows, sau đó nạp vô các phần mềm, rồi nạp vào các tập tin, thì cái hệ Windows đó sẽ chạy rất nhanh và hiệu quả rất cao. Còn phần lớn đó là lỗ tai chúng ta nó bị giữ quá nhiều những cái âm thanh, nội dung, thông tin không đáng nhớ, không đáng nghe, không đáng nhớ, nhưng mà nó bị quá đầy ắp ở trong não rồi, là nó không còn cái không gian nào để chứa những âm thanh và thông tin có giá trị. Vì đó chúng ta bị bội thực về thông tin, căng thẳng về những thông tin,
và bị chi phối khổ đau bởi các thông tin đó. Cho nên phải thực tập xả niệm thanh tịnh để lắng nghe sự thanh tịnh của chân tâm thôi. Và sự thực tập đó giúp cho chúng ta đó dễ dàng thành công trong việc đó là vô hiệu hóa bằng phương pháp quán vô ngã tất cả các lời thị phi và những lời vu cáo xuyên tạc, cũng như là các loại âm thanh mà nó vốn không mang lại sự bình an của tâm hồn. Thực tập như thế thì gọi là thành công trong việc không nghe các loại âm thanh. Điều ba, không nói. Hình ảnh chú khỉ hoặc là chú thiểu đang dùng cả hai bàn tay bịt cái miệng lại, tượng trưng cho tình trạng không phát biểu. Không nói đó không phải vì không biết, nhưng như Việt Nam có câu á, không biết thì giữ cột mà nghe. Hoặc là có câu khác á, người khôn nói ít nghe nhiều. Người khôn thì nói ít để chi? Lắng nghe người khác nói. Thì khi người khác nói nó có những cái thông tin hay đó thì mình học. Còn khi mà nói nhiều quá, đăng ký cái kiến thức mình về những chuyện đang nói không vững, thì càng nói càng chứng minh mình dở. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra có 6 tình huống phát biểu. Chỉ có 2 tình huống được Đức Phật khích lệ là phải nói thôi. Tình huống 1, thông tin phù hợp với sự thật. Người nghe hoàn toàn thích thú, và kết quả của sự nghe đó là được lệ lạc và có giá trị. Người nào không nói được xem đó là ích kỷ hoặc là bỏ sẻn các thông tin, cho nên buộc phải nói vì giá trị nó quá cao, cho nên bắt buộc phải nói. Tình huống hai, thông tin là có sự thật, người nghe hoàn toàn không thích, nhưng mà khi nói ra đó giá trị lại lạc mới có. Thì trong tình huống này, lời khuyên của Đức Phật là vẫn phải nói, bởi vì cái tính giá trị và tính chân lý của các thông tin đó là có thật. Các tình huống còn lại Đức Phật khuyên là không nên phát ngôn, vì phát ngôn đó không có lẽ gì hết á. Tại Việt Nam chúng ta đã trong vòng 4 thập niên qua có một cái thành ngữ nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Câu đầu là đúng, câu hai là sai hoàn toàn. Thực ra đó là cái ngộ nhận từ lời Phật dạy trong kinh Tạng Bali thôi. Nói năng như chánh pháp là phải nói đúng sự thật, vì chánh pháp là chân lý. Bản chất của chánh pháp là tuyên bố chứ không có giấu. Cho nên khi mình nói đúng chân lý đó thì gọi là nói năng đúng chánh pháp. Và đây là cái chức năng của tất cả các tu sĩ và các người tu học Phật đó, cũng cần phải học theo cái vai trò và nhiệm vụ quan trọng này để chúng ta thuyết phục những người thân trở thành Phật tử và sống hạnh phúc như chúng ta đang sống. Còn chánh pháp thì không có im lặng, nên cái câu im lặng như chánh pháp là một câu sai. Trong cái tạng Bali chúng ta có một cái câu đúng hơn, đó là im lặng như trong thiền định, và một câu khác là im lặng như bậc thánh. Bậc thánh là bậc đã giác ngộ, thì khi mà họ thấy là phép phát ngôn có chân lý nhưng không mang lại sự đại đạt nào hết, thì họ thà chọn cái thái độ giữ yên lặng không nói. Mà giữ yên lặng không nói không nghĩa là đi theo. Rất nhiều người ta ngộ nhận là không nói một cái gì đó có nghĩa là mình đã chấp nhận cái việc đó và mình đi theo việc đó. Vì ta biết rất rõ là nói chẳng những không có lệ lạc trong tình huống này, thậm chí còn có những cái tác hại lớn hơn, cho nên người ta yên lặng. Nhưng mà yên lặng không đó, nó dẫn đến ức chế tâm lý, nó làm cho mình khó chịu. Mà việc như là chướng vào tai, mình nghe được mà mình không nói ra được, nó cảm thấy ức chế. Cho nên đó, Đức Phật có dạy là im lặng như trong thiền định. Trong thiền định đó, thì mọi cảm xúc được lắng nhiều hết, không còn ức chế tâm lý, không còn đè nén, không còn gánh gượng, không còn giả tạo nữa. Nó trở thành buông xả hết. Và trong trạng thái thiền định đó, thì sự im lặng đó được xem là im lặng của Bậc Thánh, hay là im lặng như Bậc Thánh. Vì Bậc Thánh không chứa ở trong tâm của mình bất cứ một phiền não nào, do là tham ái, sân hận, si mê hay là cố chấp. Do đó đó, để hiểu đúng câu này đó, chúng ta nhắc lại nội dung như sau: nói năng như chánh pháp, im lặng như thiền định, hay là im lặng như Bậc Thánh thôi. Và tình trạng đó được hiểu là
không có nói ha. Không nói vì lý do nó chưa có giá trị, nó chưa hợp thời, nó chưa đúng chỗ, chứ không phải người đó nhát sợ hãi mà không nói ra những sự thật cần nói. Và điều này đó nó làm cho người phát ngôn đó trở nên sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, chịu đựng hơn và sáng suốt, biết là nội dung này đó cần nói lúc nào, ở đâu và đối với ai. Và để không nói nó thật sự là có giá trị đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Khi tâm có một cơn giận khống chế, tuyệt đối không nên phát ngôn. Bởi vì lúc đó đó, cái sự phát ngôn chúng ta dễ dàng phá hủy tất cả các mối quan hệ tình cảm, tình thân, tình thương, tình người giữa chúng ta và những người khác. Cái cơn giận tức đó nó làm cho mình có thể là trút hết tất cả những cái lời lẽ khó nghe nhất, thậm chí có người bắn đại liên luôn, hoặc là nóng như chuông phi mà người nghe ta cảm thấy là chỉ có phiền não thôi. Và sau đó toàn bộ cái tình người, tình thân, tình cảm, tình thương mà mình đã hàn gắn đó, xây dựng đó, đôi lúc là 5 năm, 10 năm đó tan nát hết. Cho nên là lúc đang giận thì đừng nên nói, thì lúc đó chỉ nên hít thở thật sâu thôi. Mà hít thở thật sâu đó nó là thở bằng chánh niệm, cho lúc đó là tim nó sẽ không còn động nhanh nữa, não nó không còn gọi là căng thẳng nữa, quá trình trao đổi chất nó diễn ra rất tốt, máu được làm mới, được tư chuẩn, và bằng cách đó đó chúng ta sẽ nguôi đi cái cơn giận rất là nhanh chóng. Nếu làm như thế mà vẫn chưa xong thì chúng ta tập bước ra khỏi cái nơi đang có cái cơn giận tức xuất hiện, nhìn về cái mảng trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, để chúng ta cảm thấy tâm của mình nó giống như là gió thoảng và mây nó bay đi nè, không lưu giữ cái gì trong tâm hết. Thì lúc đó đó tất cả các cơn giận tức đó, nó không đổ dồn theo công thức giận cá chán thức. Từ lúc mình ghét cái người A mà người A có vai vế mình không nói được, cho nên về đó mình sẽ trút đổ trên vợ chồng hoặc là con cái người thân của mình. Vậy cái đó đó, những người thân này đó hoàn toàn không hề liên hệ đến cái khó chịu của chúng ta, nhưng trở thành nạn nhân lẫn đủ các khó chịu đó. Nên tập thói quen khi giận khi tức là không nên phát ngôn mà cũng không nên hành động. Hãy để mình nguội và làm chủ được cảm xúc, là lúc đó hãy phát biểu và hãy thể hiện các hành vi. Bằng cái này đó chúng ta mới tránh được tất cả các sai lầm không cần có. B, trong những tình huống khó nói nhưng là sự góp ý thì nên góp ý ở chỗ riêng. Thế thì con người nào cũng tự ái cao, tán dương đó thì chúng ta nên tán dương trước tập thể để cái tốt của người đó nó được xã hội hóa, nó trở thành tấm gương cho những người khác bắt chước theo. Còn khi mình góp ý một người nào đó thì mình góp ý ở cái chỗ kín đáo để người đó không cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm, mình bị đấu tố, mình bị bôi nhỏ, mình bị làm xấu trước một quần chúng, thì cái lời góp ý đó mới thật sự là có ý nghĩa. Như vậy ở đây cái sự góp ý đó nó được trì hoãn và gắn vào một cái không gian với một cái thời gian thích hợp nhất định, thì cái giá trị của lời nói đó mới thật sự là hữu ích. Còn bằng không đó chúng ta cũng không cần thiết phải nói, và cũng chọn địa điểm thích hợp để nói, thời gian thích hợp để nói. Ví dụ sáng sớm khi tâm trạng con người nó thoải mái, chưa có công việc gì nhiều, thì những cái lời góp ý hay là những cái đề xuất đó người ta nghe người ta không có cảm thấy căng thẳng. Còn 5-6 giờ chiều sau 8 giờ làm việc quá căng thẳng, giải quyết nhiều vấn đề quá mệt mỏi, mà bây giờ đó là phải để tâm giải quyết thì cái vấn đề mà chúng ta đang đề cập đến, thì phần lớn đương sự sẽ cảm thấy là không hài lòng. Cho nên lời nói trong tình huống đó hoàn toàn không có tác dụng, thà tốt hơn chúng ta trì hoãn không nói. C, nếu cần nói, ngoài nói đúng chỗ còn phải nói đúng người. Nói không đúng người nó chỉ mang họa vào thân thôi. Những người nào thật sự có vai trò quyết định thì cái lời góp ý của chúng ta đối với người đó đó mới thật sự được lắng nghe. Đối với những nước dân chủ với cái tự do ngôn luận được đề cao đó thì mọi phát ngôn đó đều được lắng nghe, đúng sai chưa cần biết, người ta có thể lắng nghe trước
Còn nếu như nội dung của phát ngôn đó là đúng đó thì người ta buộc phải làm theo. Còn dài lắm á, các đảng phái đang lãnh đạo mới phớt lờ đó thôi. Vì điều đó có thể dẫn đến sự biểu tình hàng loạt của đại đa số quần chúng chống lại cái chính thể không biết lắng nghe quần chúng. Còn ở những nơi mà cái quyền độc tôn đó nó được đề cao, việc nói không đúng người đó hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Ví dụ một cái sai nào đó mà mình đi nói cái anh gắt gian thì làm sao có tác dụng được, vì anh nó có chức năng gì đâu mà thay đổi được. Anh ấy phải đi báo với sếp của mình, sếp của mình là trình vào kiếp trên, sếp trên đó là trình lên cái kiếp sếp trên nữa, mà cứ như thế đó không biết bao giờ cái thông tin góp ý đó được trình báo đúng và đúng được cái người cần nghe. Ngày nay thì người ta có các hình thức góp ý bằng văn bản, góp ý bằng email, có những cái địa chỉ chính thức, có những email chính thức. Chúng ta nên góp ý vào những địa điểm chính thức đó để cái đương sự cần biết cần nghe này đó nghe được cái thông tin mình góp ý, thì cái tác dụng của sự góp ý đó mới có. Cho nên lúc đó đó có cảm thấy không hài lòng được, có không cần phải đi cãi vã với cái đương sự mà cái vai trò chức năng đã giải quyết, hoàn toàn không có. Thì bằng cách này chúng ta không hao hơi tổn sức cho những việc không đáng bận tâm. Như vậy không nói đó không có nghĩa là chúng ta bi quan yếm thế, chán trường tuyệt vọng hay sợ hãi thiếu bản lĩnh mà chúng ta trở nên cầu an. Ở đây nó thể hiện một cái thái độ rất là cẩn trọng, sự thông minh cần thiết, nói lúc nào, nói ở đâu, nói với ai và nói như thế nào. Nói thế nào mới là quan trọng, nó liên hệ đến cái ngữ điệu nói. Và cái ngữ điệu đó nó góp phần làm cho đó cái nội dung của sự nói đó được người ta chấp nhận nhiều hơn. Bây giờ chúng ta thử khảo cứu hai câu nói có cùng nội dung với hai ngữ điệu khác nhau, dẫn đến hai thái độ nghe khác nhau. Ngữ điệu một: người vợ sau khi chờ đợi chồng về ăn cơm tối quá 1 giờ rồi là bắt lên điện thoại, vợ nói rằng: anh biết không, 8 giờ rồi tại sao chưa về? Người chồng nghe đây là một sự cằn nhằn cào nhào, gặp dầu đang rất là thoải mái, nghe xong rồi là hết muốn về nhà ăn cơm luôn. Bây giờ cái ngữ điệu đó được diễn đạt nhẹ nhàng như sau: anh có biết không, 8 giờ rồi, mẹ con em đang chờ anh. Nghe mà thấy mát ruột liền. Dầu đang nhậu đi, bạn bè đi nữa, đang ham vui đi nữa, nghe tự nhiên cảm thấy là mình có lỗi. Và do đó, cần phải kết thúc sớm để quay trở về, hòa với người thân mình để trải nghiệm hạnh phúc của mâm cơm gia đình. Chỉ thay đổi cái ngữ điệu thôi là nội dung của câu nói đó nó khác hoàn toàn liền. Đặc biệt chúng ta chỉ rít ra giấy thì không có thấy gì khác, nhưng mà nói bằng ngữ điệu là khác. Và bằng cách này đó, chị em phụ nữ nên tập á, là không nói chì chiết, không nói cào nhào cằn nhằn căng thẳng. Vì chị em phụ nữ đó theo thống kê đó, ngày đó có thói quen nói 20.000 từ, là cái đàn ông á chỉ có 7.000 từ thôi, chứ là đàn ông nói đó chỉ bằng 1/3 của chị em phụ nữ, ngoài trừ một số ông đàn ông nhiều chuyện. Thì đàn ông nhiều chuyện một mớ thôi, phụ nữ nhiều chuyện nữa. Có nhiều đàn ông á là có khựa miệng, người ta cũng không nói, ít nói lắm. Mà đàn ông đã nhiều chuyện rồi mà nói nhiều rồi đó là nghe mệt luôn. Do vậy phải tập nói làm sao mà cái người nghe cảm thấy được hài lòng. Đức Phật dạy đó là nói bằng ngôn ngữ từ ái, tức là có tình thương. Khi mình phát xuất bằng một động cơ có tình thương thật sự đó, thì tự động chúng ta làm chủ được nội dung nói, làm chủ được ngữ điệu nói thôi. Còn nếu mà không phát xuất được tình thương đó, là chúng ta cứ nói đại thôi, nói để thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Còn người nghe như thế nào, hạ hồi phân giải, nói xong rồi cảm thấy tiếc nuối, hối hận, xin lỗi, mà có dù là ta nhớ dai, dặn dai, dặn dài, dặn dở, tao đâu có bỏ qua. Thực tế không có cái dặn nào là hay hết trơn á, cho nên phải gọi là dặn dở. Hãy dặn là đã dở rồi, mà dặn còn dai nữa là dở còn nhiều. Dạ thầy, chừng nào mà dặn quá cái vuốt bây giờ cho thầy, anh là đừng có dặn nữa nhé, nó dĩ có dặn nhé. Đừng nghe thì quá tốt. Chứ nhiều khi với bà đó không? Có ngữ điệu giống giống như sư tử Hà Tây, rồi đang rất là giống như sư tử Hà Đông, rồi có khi là sư tử Hà Nội, mà thiếu kiểm soát bản tâm nữa là trở thành là sư tử là Hà Bác. Cái không chọn bỏ đi hết, về nhà thấy cái không gian nó quá nặng nề đi. Cho nên chị phụ nữ nó phải tập như thế này nè:
lúc nào trên gương mặt của mình cũng nở một cái nụ cười thật là tươi. Nhà muốn như thế, chúng ta tập như thế này nè: gương mặt tôi là hoa sen đang nở, bông hồng đang cười, hoa hướng dương đang tươi. Có nghĩa nhìn và liên tưởng đến ba cái bông đó thì các cái cơn giận nó tan biến hết à. Và lúc nào mà giận mà mình không có mua được á thì nhớ là khi tôi giận tôi làm con khỉ, khi tôi giận tôi xấu quá trời, khi tôi giận không ai muốn nhìn thấy tôi, thì có người nào dạy lắm mới giận. Đó, bằng cách là vui vẻ, niềm nở, nói ngôn ngữ từ ái, thái độ dễ thương, cái giọng điệu đó là rất là hài lòng, thì các ông chồng về nhà không còn muốn đi đâu nữa. Còn bằng không đó nha, sau khi tan sở rồi các ông chồng đi ra thẳng quán nhậu, quán nhậu luôn, thì về nhà nghe vợ nói nhiều quá mệt. Ủa mà thầy, giờ khi về nhà thấy vợ đi nhậu về nhà, về nhà thấy vợ tươi quá mà quá vợ đâu nói vào đi biết. Cái đó thì quá tệ. Thế là không có quý trọng cái cục nhà mình đang có, rồi chạy trong đường lụng lấy cái cục đá, rồi xem cục đá là có giá trị, thì đó là người bất bình thường. Thì nói tóm lại đó, ba hình ảnh không thấy, không nghe, không nói thể hiện qua ba con khỉ trong nền văn hóa của Ấn Độ đó là dạy chúng ta một thái độ ứng xử thông minh và khôn ngoan. Có những lúc đó, chúng ta phải phớt lờ như không thấy vậy để được bình an. Có lúc đó, chúng ta nghe nhưng mà không chấp nó, cho nên giống như không có nghe, cho nên vô hiệu quá được lời thị phi và những lời tức đó. Có những lúc đó, chúng ta thấy là nó chưa đúng lúc, chưa đúng cái không gian, chưa đúng người, cho nên chúng ta không nói, vì nói như thế là không có giá trị. Và chúng ta phải giữ bản lĩnh, giữ sự sáng suốt, giữ sự bình tĩnh, để lúc mà không thấy, không nghe, không nói đó, chúng ta không bị rơi vào tình trạng ức chế tâm lý, đè nén cảm xúc. Vẫn thản nhiên, điềm tĩnh và giữ được cái phong độ đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các phiền não không cần có ở trong đời của mình. Và chúng ta cũng không góp phần mang phiền não thiêu đốt những người xung quanh chúng ta, bao gồm những người thân, những người thương, đối tác và thậm chí là kẻ thù của mình. Xin kết thúc tại đây.